Sau gần 50 năm tử trận trong cuộc chiến tranh Việt Nam, hài cốt của 33 binh sĩ Úc đã được đưa về cố hương ngày hôm qua mùng 2 tháng 6. Hai vận tệ cơ quân sự của không quân Úc chờ các cố quan tài của các binh sĩ đã đáp xuống tại một căn cứ không quân gần Sydney. Ra đón hài cốt các binh sĩ có toàn quyền Australia là Peter Cosgrove, các cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam và thân quyến người từ trận. 33 quân nhân từ trận này thoạt đầu được chôn cất tại Malaysia và Singapore. Nay hải cốt của họ được đưa về cố hương. Trong chiến tranh Việt Nam chống lại Quân cộng sản miền Bắc có khoảng 60.000 quân nhân Úc đã phục vụ và tham chiến. Bên cạnh đồng minh Hoa Kỳ và quân đội các nước Tân Tây Lan, Nam Hàn, Thái Lan cùng các toán y tế dân sự của Canada, Đức và Philippines, 500 quân nhân Úc đã hy sinh trong cuộc cuộc bảo vệ tự do của miền Nam Việt Nam.